Thưa quý vị, học sinh chưa thể trở lại trường ngay sau ngày khai giảng ngày 5 tháng 9. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng đã có những phương án cụ thể cho việc học trực tuyến ở các bậc học cấp học. Tuy còn nhiều khó khăn trong việc dạy học trực tuyến, nhưng các địa phương cũng đã có sự chuẩn bị để hỗ trợ giúp học sinh phù hợp. Ghi nhận tại huyện Hòa Vang. Sau khi có hướng dẫn từ nhà trường về việc dạy học trực tuyến trong thời gian đầu năm học 2021-2022, anh Nguyễn Văn Linh, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang đã chuẩn bị máy móc, cài phần mềm để sẵn sàng cho việc học của con. Thấy con được học trên máy tính, con được thấy các bạn mà cô giáo dạy học, rồi con được thấy các bạn rất thích. Gia đình cũng có tổ chức cho con là cũng một cái máy để cho em tự học, để làm quen, trước tiên làm quen với máy, sau đó học những cái chương trình cụ thể của cô giảng. Đến nay, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến như chuẩn bị đường truyền, mạng, thiết bị, phần mềm, tập huấn sử dụng phần mềm cho giáo viên, thành lập đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tại các đơn vị. Trường đã tập huấn cấp phần mềm để chuẩn bị sẵn sàng cho dạy online rồi. Còn đối với mọi vùng nông thôn như huyện Hòa Vang thì sẽ có một số gia đình là không có điều kiện nên là tiếp cận hình thức online cũng khó. Qua thực tế, từ những lần triển khai dạy học trực tuyến ở các năm học trước, tỷ lệ học sinh tiếp cận Internet tại Hòa Vang không cao so với các địa phương khác trên địa bàn thành phố. Nhiều trường học trên địa bàn huyện cũng đã có kế hoạch dạy học, ôn tập cho số học sinh chưa thể tiếp cận với các hình thức dạy trực tuyến. Thì hiện nay thì các nhà trường cũng đã ổn định xong cái công tác tổ chức lớp học và cũng đã phối hợp với cha mẹ học sinh để chuẩn bị các cái điều kiện, kể cả khi mà chúng ta phải giãn cách xã hội thì vẫn có thể tổ chức là học trên cái môi trường Internet. Một số đối tượng thì có thể học online, một số thì sẽ học qua cái phương tiện như là hình ảnh hay là phiếu bài tập vân vân được gửi trên nhóm lớp. Theo quan điểm của ngành giáo dục thành phố, dạy học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ chứ không phải là hình thức chủ đạo, nên xác định thời gian đầu sau khai giảng khoảng 2 tuần, việc dạy học trực tuyến chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ. Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy học bài mới trực tuyến cho học sinh trên cơ sở quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.